Cỡ 9 tỷ đồng tiền thuê mặt bằng mỗi năm, Starbucks đóng cửa vì lý do gì khác? Starbucks Việt Nam thông báo sẽ đóng cửa Starbucks Resort Hàn Thuyên từ ngày 26 tháng 8 tới, sau 7 năm hoạt động. Đây là cửa hàng cà phê cao cấp đầu tiên và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào năm 2021, Starbucks Việt Nam cũng đóng cửa hàng đắc địa tại khách sạn Rex ngay gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Như vậy, Starbucks chỉ còn duy nhất cửa hàng trên phố Nhà Thờ, Hà Nội. Quyết định đóng cửa Starbucks Hàn Thuyên khiến nhiều người bất ngờ và nuối tiếc bởi đây là một địa điểm rất nổi tiếng được nhiều người yêu thích và hay lui tới. Hầu hết bình luận trên trang Facebook chính thức của Starbucks Việt Nam đều tỏ ra tiếc nuối với những món đồ uống ngon nhất Sài Gòn, vị trí đắc địa, view đẹp. Thông thường một thương hiệu lớn có thể ký hợp đồng thuê mặt bằng 5 năm, thường thì lên tới 10 năm. Starbucks Resort Hàn Thuyên đã hoạt động được 7 năm, căn nhà cho hãng đồ uống này thuê có diện tích chiều ngang 8,5m, dài 25m, tổng diện tích khoảng 210m2, một trệt và hai lầu. Nơi đây có vị trí đắc địa khi nằm đối diện công viên 30 tháng 4 và cách không xa Nhà Thờ Đức Bà. Starbucks Việt Nam không đưa ra lý do nhưng cho hay đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố và khẳng định sẽ sớm mở một chi nhánh resort mới ở vị trí khác với những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Thông tin trên các trang môi giới mua bán cho thuê cho thấy giá thuê một khuôn viên tương tự như vậy thường rơi vào khoảng 750 triệu đồng một tháng, cao gần gấp đôi so với thời điểm cách đây 7 năm. Đây là một con số rất lớn, mỗi ngày cửa hàng phải trả 25 triệu đồng tiền thuê mặt bằng, mỗi năm là 9 tỷ đồng, chưa kể tiền nhân công cũng như rất nhiều chi phí khác. Trong khi mỗi cốc đồ uống ở Starbucks Resort Hàn Thuyên có giá từ 65.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu tính trung bình 100.000 đồng thì cửa hàng này phải bán 250 cốc một ngày mới chỉ đủ trả tiền thuê mặt bằng. Tính thêm chi phí khác, cửa hàng phải bán được hàng trăm cốc khác mới thu được số tiền đủ để trả chi phí, hòa vốn hay có lợi nhuận. Với một vị trí đắc địa như vậy, Starbucks Resort Hàn Thuyên rất hút khách. Tuy nhiên, quán được xem là khá khiêm tốn so với những cửa hàng cao cấp resort tại nhiều nước. Bên cạnh đó, Starbucks Resort Hàn Thuyên bị khách hàng phàn nàn khi gặp khó về chỗ đậu xe ô tô do có vị trí quá đắc địa. Đây có lẽ là lý do khiến cửa hàng không đông khách từ sáng tới tối. 24/7 như một số quán cà phê thương hiệu lớn khác gần đó, nhiều khả năng số tiền thu được không gánh nổi tiền thuê mặt bằng. Trên thực tế, với một thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, những cửa hàng flagship ở những vị trí đắc địa như Starbucks Resort Hàn Thuyên đã thuê được xem là rất cần thiết để nuôi dưỡng tên tuổi của tập đoàn này. Việc thua lỗ ở một địa điểm đắc địa chủ yếu để thể hiện đẳng cấp thương hiệu và có lãi tổng thể trong toàn chuỗi là điều chấp nhận được. Hơn thế, xu thế mặt bằng cho thuê ở các vị trí đắc địa tăng lên theo thời gian là không thể tránh khỏi, trong khi các mặt bằng thương mại khác có thể giảm giá khi xu hướng bán hàng trực tuyến trở nên phổ biến, thì giá cho thuê ở các vị trí đắc địa vẫn có tốc độ tăng nhanh. Giá các bất động sản ở những vị trí kim cương tiếp tục tăng mạnh trong thời gian qua, kể cả khi thị trường bất động sản trầm lắng. Tình trạng đó cũng diễn ra ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Anh, Mỹ và cả Trung Quốc. Ở Việt Nam, bất động sản tại một số vị trí đắc địa tăng rất mạnh. Một loạt căn hộ chung cư hàng hiệu ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được bán với giá 1-2 tỷ đồng một mét vuông. Đất ở nhiều địa điểm vàng đã vượt xa ngưỡng 1 tỷ đồng. Thậm chí, khu ngoài vành đai 3 Hà Nội ở vị trí đẹp, giá biệt thự cũng lên tới 1 tỷ đồng một mét vuông. Con số cho thuê 750 triệu đồng một tháng có lẽ cũng không quá bất ngờ. Trong tương lai, giá thuê vẫn có thể tăng thêm. Starbucks Việt Nam không đưa ra lý do đóng cửa, nhưng nhiều người cho rằng có khả năng là hết hợp đồng, chủ nhà tăng giá cao hoặc đổi chủ mới, khi mà nhu cầu mua bất động sản siêu sang ở Việt Nam được cho là rất lớn. Giá thuê cao có thể là một lý do và có khả năng còn nguyên nhân khác. Nhưng một thực tế là thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh ở nhiều nơi, đa trung tâm chứ không chỉ ở quận 1. Do vậy, còn nhiều vị trí đắc địa không kém cho các lựa chọn thuê bạc tỷ.